Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ switch OS sang router OS trên các dòng switch CRS của Mikrotik. Các dòng switch Mikrotik CRS có thể chạy cả switch OS và router OS, và nhìn chung thì hiệu suất chuyển mạch là như nhau trên cả hai hệ điều hành này. Việc lựa chọn OS sau đó phụ thuộc vào sở thích quản lý của quản trị viên. Switch OS chỉ hỗ trợ giao diện web, router OS thì nó hỗ trợ cả CLI, WebGUI và Winbox, và các tính năng sử dụng cũng khác nhau. Phiên bản Switch OS chỉ hỗ trợ các tính năng layer 2 như là VLAN, trunking, còn router OS thì hỗ trợ cả các tính năng định tuyến giống với các chức năng trên các dòng router CCR. Tuy nhiên hiệu suất định tuyến kém hơn router CCR, do vậy các bạn lựa chọn tùy theo nhu cầu. Các dòng switch CSS thì sẽ chỉ hỗ trợ switch OS thôi, các bạn sẽ không chuyển sang router OS được. Nếu các bạn chỉ sử dụng switch làm switch access để chia VLAN thì các bạn có thể sử dụng cả hai OS đều được. Switch OS có giao diện đơn giản, dễ cấu hình, còn router OS sẽ phức tạp hơn do có nhiều menu không liên quan. Còn nếu các bạn sử dụng làm core switch thì các bạn sẽ cần switch chạy router OS. Trên router OS, nếu các bạn không cấu hình VLAN qua hardware offload, nghĩa là xử lý chuyển mạch bằng chip chuyên dụng mà tất cả lưu lượng đều được xử lý bằng CPU thì có thể sẽ làm giảm hiệu suất của switch. Do trên router OS chúng ta sẽ có 3 cách để cấu hình VLAN, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi giữa các OS này. Một lưu ý quan trọng là cấu hình giữa switch OS và router OS là hoàn toàn khác nhau. Do vậy, khi các bạn chuyển đổi giữa các OS thì các cấu hình sẽ không được giữ lại, chúng ta sẽ phải cấu hình lại từ đầu. Các bạn nên lựa chọn và chuyển đổi OS trước khi cấu hình nhé. Đầu tiên là chuyển từ router OS sang switch OS trên giao diện đồ họa. Giao diện đồ họa của router OS thì các bạn có thể sử dụng trình duyệt web rồi truy cập vào IP của router hoặc sử dụng Winbox đều được. Vì trên hai nền tảng này thì giao diện hoàn toàn giống nhau, mình sẽ sử dụng Winbox. Trên giao diện web của Winbox, các bạn truy cập vào menu System, Router Board, nhấn Setting. Trong mục Boot OS, các bạn chọn Switch OS rồi nhấn Apply. Sau khi reboot lại thì switch sẽ boot vào switch OS. Để truy cập vào switch OS thì các bạn đặt IP cùng dài 192.168.88.0/24. Rồi truy cập vào IP 192.168.88.1 là truy cập vào được. Đăng nhập với tài khoản admin, pass thì để trống. Đây là giao diện của switch OS, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn truy cập vào router OS bằng dây console, các bạn có thể chuyển đổi trên CLI. Để chuyển sang switch OS thì các bạn reboot lại switch. Khi switch khởi động, các bạn nhấn phím bất kỳ trên bàn phím liên tục để truy cập vào boot menu. Đây là boot menu của Mikrotik. Các bạn nhấn phím G để chọn boot OS. OS nào có dấu sao ở đầu là đang được sử dụng. Chọn 2 để chuyển sang switch OS. Khi các bạn chọn menu G thì sẽ thấy dấu sao đang ở switch OS, như vậy là ok. Chọn X để thoát. Khi switch khởi động tới màn hình này là đã boot xong, các bạn truy cập IP 192.168.88.1 để vào giao diện web. Switch OS thì boot khá là nhanh. Để chuyển từ switch OS sang router OS trên CLI thì các bạn chọn X để khởi động lại switch. Khi switch khởi động, các bạn nhấn phím bất kỳ trên bàn phím liên tục để truy cập vào boot menu. Đây là boot menu của Mikrotik. Các bạn nhấn phím G để chọn boot OS. OS nào có dấu sao ở đầu là đang được sử dụng. Chọn 1 để chuyển sang router OS.
Khi các bạn chọn menu G thì sẽ thấy dấu sao đang ở RouterOS, như vậy là OK. Chọn X để thoát, khi đó switch sẽ boot vào RouterOS. Để chuyển từ switch OS sang RouterOS trên giao diện web thì các bạn vào menu System. Kéo chuột xuống dưới cùng. Chọn boot RouterOS là xong. Các bạn chỉ cần nhấn và chờ thôi, switch sẽ khởi động lại vào RouterOS. Khi switch khởi động xong thì các bạn có thể truy cập được bằng Winbox. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn chuyển đổi giữa các phiên bản OS trên switch Mikrotik. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào, hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.